Xây từ 2.300 năm trước, đường hầm khổng lồ bí ẩn nay vẫn vẹn nguyên. Đường hầm bí ẩn nằm sâu 20m dưới lòng đất, dài 1.350m và giấu mình bên dưới một ngôi đền cổ ở thành đô tạ Pozikrismanya là bằng chứng về trình độ khoa học kỹ thuật vượt thời gian của người Ai Cập. Được biết, đây là đường ống chính của hệ thống cấp nước tiên tiến tại tạ Pozikrismanya, thành phố cổ được thành lập vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên bởi pharaoh Ptolemy II Philadelphus. Đường ống được xây dựng và sử dụng vào khoảng từ năm 304 đến năm 30 trước công nguyên, đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Theo nhà khảo cổ học người Dominica Kathleen Martin, đấy là một đường dẫn nước khổng lồ cao 2m, nằm sâu 13 đến 20m dưới lòng đất, bên dưới một ngôi đền tôn vinh vợ chồng thần Osiris và nữ thần Isis. Đường dẫn nước này là bản sao hoàn hảo của đường hầm Eupalinos ở Hy Lạp, là một trong những thành tựu khoa học kỹ thuật quan trọng nhất của thời cổ đại và đã cấp nước cho khoảng 20.000 người dân sống tại thành phố cổ vào thời điểm đó. Theo Heritage Daily, một phần của đường hầm bị chìm dưới nước nhưng nhiều hiện vật quý giá bao gồm một số đồ gốm cùng một khối đá vôi hình chữ nhật bí hiểm đã được tìm thấy. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn!